tới chơi. Chào anh Thái, em mới tới chơi. Tình, chuyện gì chưa mà mày vui vậy? Mày biết chuyện gì chưa mà mày vui vậy? Hả? Chuyện gì đó? Bà bảo bây giờ nó bắt anh Bin rồi. Hả? Cái gì mà gây gớm như vậy? Sao mình không đi cứu anh Bin đi? Này, em không biết gì sao. Quỷ gì sức mạnh lắm đó. Mới đi cứu anh Bin khác người. Các người hay bằng cái kỹ lưỡng đã. Anh có một ý này. Tôi với Tiên đi này.